tôi mời các bạn đến thăm một xưởng điêu khắc gỗ ở Bali, Indonesia. Video này chúng tôi đã quay cách đây khá lâu khi đại dịch COVID-19 đang hoành hành trên toàn thế giới. Hello. Đảo du lịch Bali hiện tại vắng khách. Các xưởng điêu khắc gỗ hầu như không hoạt động. Có không? Chúng tôi tìm mua cho con gái chiếc hộp gỗ. Lúc trước những chiếc hộp gỗ như thế này bán rất nhiều, bây giờ thì không tìm thấy nữa. Các tác phẩm điêu khắc rất đẹp. Tôi đến, xưởng điêu khắc này chỉ có vài công nhân, các tác phẩm điêu khắc dang dở, bám đầy bụi. Bali có rất nhiều xưởng điêu khắc gỗ nhưng hầu như không hoạt động trong thời gian này. Sáng này chút nó nói
cùng chúng tôi cũng tìm được hai chiếc hộp, nhưng chốt cài bị hư nên phải đợi sửa chữa. Mời các bạn cùng chúng tôi tham quan một vòng phân xưởng này. Video của chúng tôi đến đây tạm kết thúc. Chúc các bạn một ngày tốt đẹp.